Dì Tám. Ngồi xuống đây. Có chuyện gì mà Tám không nói trong đó luôn? Kêu con ra đây làm gì vậy? Tám muốn kêu con ra đây để Tám nói chuyện riêng với con. Có chuyện gì Tám nói đi, con nghe đây. Tao nghe thằng An nói lại. Mày binh vợ mày chằm chặt. Mày binh đến nỗi mà ổng nhập viện luôn phải không? Tất cả chuyện này á đều là lỗi tại con. Con xin lỗi. Một hai á, tụi bay nói tụi bay đưa ổng lên đây để tụi bay chăm sóc. Báo hiếu gì đến nỗi ổng nhập viện luôn. Báo đời thì có. Thật sự á, con muốn đưa ba con lên trên này để chăm sóc cho ba con. Nhưng mà tại con bận nhiều việc quá, với lại trong quá khứ vợ con cũng từng sảy thai nên tâm lý rất là nhạy cảm. Con cũng không ngờ là sống chung dưới một mái nhà lại khó khăn tới như vậy. Khó hay không là do mình thôi. Ba bay thì hiền thấy mồ. Đâu có phải là sống trong cái cảnh là mẹ chồng nàng dâu hay là cha chồng nàng dâu gì đâu. Nè, có nhiều cha chồng mẹ chồng này nha, khó tính là chịu không có nổi á. Như Tám nè, thử làm dâu Tám coi. Sống mà tiểu thư như vợ mày á, sống với tao đi là thấy cái cảnh. Người ta sống với nhau đó nha, bốn đời chung một nhà, vậy mà không có xảy ra chuyện gì. Bởi vậy mới có câu tứ đại đồng đường. Còn bay á, có một ông già mà lo cũng không xong. Thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà Tám ơi. Thôi, tụi bay đừng có nói qua cảnh gì đây với tao á. Nói vậy á, chẳng lẽ tụi bay muốn dẫm nát cái hoa, dẫm nát cái cảnh bay mới chịu hay sao? Thay vì á, con biện hộ cho vợ con thì con lo con đối xử tốt với ba con đi. Tao nghe nói là tụi bay không cho ông ăn cá bóng trong nhà tụi bay phải không? Rồi dẫn ông ra công viên chơi rồi bỏ quên ông luôn để ông đi lạc phải không? Đồ vô ý vô tâm. Đối xử với ba mình vậy mà coi được hả?